Sao? Cửa nè, cứ tí mình mở sau, giờ chân đâu nhỉ? À, nghịch nữa. Ngứa lắm rồi đó. Mở cửa đi chú. Tí mở. Hả? Giờ nhà chú ở nhà nhé. Cô tận hôm nay cô đi. Cho cô đi hái rau về nhỉ. Tí cô lấy rau về nhà xong rồi cô đi chợ nhé. Đi chợ bán nhỉ. Ở nhà của chú nhá, cô đi. Đấy, cho cô đi lấy rau về tí con đi chợ bán. Xem cái chân đau này nhé. Đau lắm không? Con đau một tí thôi. Đau một tí thôi à? Ngồi đây chờ chú đi hái thuốc nhé. Để đắp tiếp nhé. Thay cái thuốc cũ này nhé. Ở nhà ngoan không đi nghịch đấy, nghịch đi đâu á. Cái này này đập vào. Nhà ấy không đi nghịch nữa nhá, nghịch mai lại đau thế này không khỏi được đâu ấy. Ngồi đây chờ chú đi nhóm lửa nấu cán lợn nhé. Cởi đi, cởi xong nằm ở đấy, không đi nghịch nữa. Nghịch lại đau thêm đấy.
Chào chị ạ. Đó thì cho xe lửa cho chú nhé. Ngồi ra xe lửa cho chú nhá. Cái lửa ấy cho củi ra nhá. Chú đi lấy rau lợn ở vườn nhá. Thôi, sắp chín chưa? Sắp chín chưa? Dạ, có một tí thôi. Một tí sôi ở đây. Đây, đốt đi, đốt cho nó chín nhanh. Cái gì ấy, chú? Này nấu cho lợn này. Cho lợn con này, lợn mẹ đây. Cho lửa vào xem nào, cho nó nguội cho nó nóng.
đây con lấy vứt vào trong vườn đấy, nó cho nó ăn được mà. Vịt ăn xong rồi à? Vịt ăn không? Đấy, cho lửa vào ấy được. Sôi hết rồi. Ủa chắc sao về rồi, đi lâu rồi mà. Về chắc sao đến nhà đó. Ủa chắc sao về rồi, đi lâu rồi mà. Về chắc sao đến nhà đó.
con lấy cái này cất cho chú ấy. Đấy, để chỗ đấy. Chín rồi, giờ nóng quá. Cô để eo quá chú. Sao? Cô để eo quá chú. Khi nào cô mới về đến nhà nghe. Đem ra ngoài thì để á. Ui, con đừng không nghịch nữa. Thì con áo bẩn hết cái này. Chín rồi thì không đun nữa. Chú quét ở trên này chú. Đây đang quét này. Quét trên này xuống rồi. Con đi ngồi ghế này. Tí sẽ cột. Đóng cửa. Quét này này. Đấy, con ngồi đấy quay. Cô sắp về rồi. Giờ mùa đống là tí. Bán với cô không? Đi. Đi gì? Để trên ghế. À nó cứ ngồi. Để quét cái này sạch. Con có ăn rau này không? Trước đó. Cái này hơi thiếu thốn. Buộc cái này trước. Bỏ như này chắc được rồi đó. Con ngồi chỗ này để gió à? Có chứ, con cứ để đấy, chú nó không đủ. Cô lại đây. Các cô ơi, đây là bó. Làm 4 bó. Con đếm ra được 4 bó rồi. 1 bó, 2 bó, 3 bó, 4 bó, 5 bó. Ừ, để 5 bó rồi. Thank you.
cái rau này thơm lắm. Thơm lắm. Cái đấy là thơm quá. Thơm lắm. Rút đi xuống dưới đất. Lạc, cái đấy gọi là lạc, cái lạc. Con này có thể đi cất ở chỗ
Đi.
Thank you.
Đấy, có nhà mới ở đấy. Bây giờ cháu đi chợ mua cả chè. Mua làm hai cho lợn đấy. Nóng quá. Không có chỗ ở. Ôi, mua được nhiều thứ quá. Ôi giời ơi. Ngon quá nhỉ, này cắm thế nào nhỉ? Thế đấy. Chú bẩn quá này. Ôi giời, mua cả xô về cho lợn à? Chú còn chưa làm máng lợn này. Tí lấy chậu cho ăn tạm trước nhỉ. Đấy, ngồi đây uống được không? Nóng quá. Ngồi đây uống trà sữa đi. Ngon không? Chú uống rồi chú. Chú thử tí ra. Ui dồi. Ngon quá. Ngon thật cá đuối. Quên nó to mình giờ cho mình một chúng nó đeo này. Tức là chúng ta hiếp xì ạ. Cho lợn ăn nhỉ. Ui dồi. Ngon lắm rồi nhỉ. Đi chợ thấy nhiều người không? Đông không? Đông. Sợ không? Sợ người không? Đấy, loáng. Ôi đi xem có lợn con ở nhà mới xem nào nó ăn. Ôi giời đây sao thế này. Cho lên. Sợ à? Đói.
nó sợ, nó chưa quen thì về thôi, về nhà để nó khi nó có ăn.